Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ 30 phút chiều của ngày 22 tháng 6 năm 2022. Nhân đây thì có nhiều người hỏi tôi về một số cái tin đồn liên quan tới một số cái chết này nọ. Thì tôi chỉ có một cái lời khuyên và chúng ta hãy chờ đợi thông tin chính thống hoặc những cái thông tin nào đó có thể nói rằng là một lời gián tiếp để mà thông báo. Còn trong câu chuyện này á thì tôi cũng chỉ muốn phân tích với các bác một vài cái đặc điểm. Có thể nói thế này, trong cái chiến dịch đào hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình thì rất nhiều quan chức của Trung Quốc đã chọn cái con đường đó là con đường tự sát hoặc là chạy trốn ra nước ngoài. Chạy trốn ra nước ngoài thì sau đó Tập Cận Bình cũng đã tìm cách để mà quay lại. Cho nên có một cái đợt vào năm 2014, năm 2015 thì cái tỷ lệ tự tử của các quan chức Trung Quốc nhúng chàm thì rất là cao, rất là cao. Có lẽ đó là một cái để có thể chứng minh và có thể là một cái tiền đề để chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta phát động một cái phong trào xây dựng chỉnh đốn đảng hay chúng ta gọi là đốt lò đấy thì cái việc này ở Việt Nam nếu có xảy ra thì cũng không có gì lạ. Đúng không ạ? Rất khó để có thể chia sẻ với các bác thế nào. Nhưng tôi chỉ có thể nói nếu như mà ở trong hoàn cảnh của các quan chức thì chúng ta gọi nôm na từ là một cái chết thì nó sẽ có mấy cái trường hợp. Có những cái trường hợp thì do là bị áp lực. Có thể là như cũng như ở Đồng Tháp chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là một vị bác sĩ trưởng khoa thì đã chọn kết liễu cuộc sống của mình. Bởi vì là bác sĩ nói rằng là mình rất bị áp lực khi mà suốt ngày cơ quan điều tra gọi lên rồi là còi ỏi vân vân là mình có thể bị bắt được cái lúc nào, trong khi đó là mình cũng chỉ làm theo cái chỉ đạo. Thế thì đó là một cái nó gọi rằng là bị áp lực. Tôi thì nghĩ thế này, chúng ta sống trong cuộc đời ấy, với trường hợp đấy chúng ta sống trong cuộc đời thì sai đúng thế nào thì mình cứ show hết ra cho mọi người biết. Nếu có chỉ đạo thì ai chỉ đạo, nếu có làm thì ai làm, và nếu có lỡ có nhận thì là thế nào. Chứ còn danh dự rồi mọi thứ nó không thể nào mà vì một vài cái hoặc là vì một tiêu cực của mình mà nó mất đi, mà nó mất đi được nếu nó thực sự nó không tồn tại. Tóm lại, nếu anh có nhận thì anh phải dám. Chúng tôi hay nói rằng là một câu đơn giản, dám chơi thì phải dám nhận. Cái thứ hai nữa, trong cuộc sống ở Trung Quốc ấy thì có một vài cái trường hợp, đó chính là cái việc mà họ bắt phải tự tử. Có nghĩa rằng là khi ở trong một cái tình huống đấy thì họ sẽ đặt lên cái bàn cân ở trong đầu, thì họ là những con người lý trí mà, thì họ sẽ đặt lên bàn cân ở trong đầu để mà một bên thì là mình một bên thì là mình gọi rằng là trả giá rồi đi về mà vẫn giữ được mạng sống, một bên thì là tiền tài thì vẫn có thể giữ lại được, thậm chí là anh em bạn bè chiến hữu trong cái nhóm lợi ích cũng có thể giúp đỡ gia đình mình. Đó là ở Trung Quốc như vậy. Bởi vì tại sao? Là bởi vì có một cái điều luật là gần như rằng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã chết. À, xin thưa các bác là như thế. Cho nên là khi mà họ đặt trong đầu mình cái khoảng suy nghĩ như thế thì họ sẽ đặt trên cái bàn cân là bên nào lợi, bên nào thiệt.
Một cái nữa mà cái đặc điểm này là một đặc điểm của tâm lý, cái thứ ba đấy gọi là đặc điểm của tâm lý tội phạm, đó chính là cái việc mà họ bị ép cho chết. Nôm na thì giống như kiểu là ngày xưa là vua ban cái rượu độc rồi, các tưởng tượng như thế, ban cho là phải uống. Thế thì cái tâm lý này nó tâm lý như thế nào thì nó cũng tương tự như thế này. Các bác có thấy rằng là một số người á, mặc dù là một số nợ đúng không, có một số nợ nào đấy, ví dụ như là nợ khoảng vài chục vài trăm triệu, thế nhưng mà để trả cái số nợ này thì họ lại vi phạm pháp luật và vi phạm rất nghiêm trọng. Các bác có thể thấy rằng là có một vài trường hợp thậm chí giết người cướp của, thì cái động cơ cũng chỉ là để cướp tiền để mà trả nợ. Có nghĩa rằng là trong thâm tâm của họ là họ sợ cái chủ nợ nhiều hơn là cái việc phạm pháp, nghĩa là sợ luật rừng hơn là luật pháp. Họ còn không nhận thức được rằng là những cái việc của mình làm nó còn nguy hại thế nào. Nếu như là một chủ nợ dân xã hội đen thì họ không nợ, nghĩa là cùng lắm là bị đánh rồi bị đập rồi là bị làm phiền vân vân, chứ còn bên này là đi tù tươi, thậm chí là tử hình. Thế nhưng họ không nhận thức được cái điều đó. Một số con người như vậy thì họ nghĩ rằng là họ sợ những người đứng ngoài nhiều hơn là những người đứng trong. Chính vì thế khi mà những người đứng ngoài á, để cắt đứt một cái đầu mối, có thể nói rằng là cắt đứt một cái đầu mối, một cái dòng điều tra mà chúng tôi hay, có một số người chúng tôi hay gọi rằng là chặt mất cái sợi chỉ, cắt mất cái sợi chỉ này, thế là mất đi cái đầu mối. Thì lúc này là một số người coi như là một cái chết nó có thể mang tính tự nguyện, có thể mang tính tự nguyện, nhưng nó lại là hạnh phúc của rất nhiều người, bởi vì những cái chết như vậy á là cũng mang theo nhiều cái bí mật xuống phía dưới. Lịch sử Việt Nam thì cũng đã có trường hợp như vậy rồi, vừa rồi ở Trung Quốc thì cũng có rất nhiều trường hợp quan tham cũng dạng như thế. Nôm na thì không phải là giết người diệt khẩu mà là ép người diệt khẩu. Cho nên tôi thì tôi chỉ làm clip này để mà lỡ tới tay ai đó, lỡ tới tay ai đó hoặc là trong một thời điểm nào đấy, thì tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng là nếu tôi mà có vào hay như đây đấy thì mình cứ vui vẻ của mình vào, mình trả giá thì mình cứ vui vẻ và mình trả giá. Và bởi vì khi mình còn một hơi thở, khi mà mình còn cái cử động thì mình cố gắng mình tạo cái nghiệp tốt là tốt nhất, không nên cố để làm gì. Và thay vì đó thì hãy hợp tác với cơ quan điều tra và khai đầy đủ rồi vân vân và mây mây. Thậm chí nếu không tin cơ quan điều tra thì có thể rằng là khai hoặc là viết lại để gửi cho ai đó, mà người mà mình thật sự tin tưởng là sẽ đưa những vụ ra ánh sáng. Không việc gì mà phải chọn lựa những cái giải pháp bi kịch trong cuộc sống. Nghề làm truyền thông các bác có những cái mà rất khó để có thể chia sẻ với các bác và mọi người. Nhưng mà lịch sử thì dần dần họ cũng sẽ ghi nhận một vài cái trường hợp. Lịch sử sẽ ghi nhận một vài cái trường hợp không thoát được. Cho nên tôi, tại sao tôi có cái lịch sử công minh phán xét là vì như thế. Tôi đã làm nhảm một chút, nhưng các bác nào mà cảm thấy khó chịu thì các bác thông cảm với tôi nhé. Chúng ta sẽ chờ đợi tin tức mới ở trong tuần này. Tin tức mới ở trong tuần này. Cảm ơn tất cả các bác. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.